này nữa các bạn nhé đấy nhớ chưa rồi à em hai k tư mình vẫn thích xem này cô xin xin chào em nha rồi học thôi giải tiếp nha ok cảm ơn các bạn đấy cho cô xin ít phút như vậy không có lúc gì nên lại lỡ mà cái đợt ưu đãi lại tiếc đúng không lại tiếc không biết mà có biết đâu nhiều bạn thì không để ý hoặc nhiều bạn hôm nay mới xem cô ấy thì lại không biết lại bỏ tiếc các bạn nhìn cho cô sang câu số 15 15 là một câu hình uh, 2,5 điểm Đấy nha Khoảng cách tất cả các phần hình Thì nó đều ở trong lớp VIP rồi em ạ Bởi vì sao? Bởi vì phần hình rất là khó Đây em nhìn đây Em nhìn cái phần hình này này Cô dạy cực kỳ bài bản luôn Này các bạn vào cái website của cô nhé, đây website của cô đây, các bạn ấy, uh... đây, thế thì uh, các bạn nhìn bạn kéo xuống đi, bạn kéo xuống đi thì các bạn thấy là phần hình này, các bạn nhìn lên một cả một trang dài như này, đấy. những đứa nào bây giờ vào ấy thì uh, được tặng cả cái khóa hình này nữa, học mà lấy lại gốc các bạn nhé, thì các bạn ấy sẽ được học vector trong không gian này, góc giữa đường hai đường thẳng này, hai đường thẳng vuông góc, góc giữa hai đường thẳng này rồi thì chứng minh đường vuông mặt mặt phẳng vuông góc này đấy rồi tìm góc giữa hai, đường mặt góc giữa hai mặt này đấy xong là khoảng cách các bạn nhìn khoảng cách từ điểm lên mặt phẳng này khoảng cách uh, giữa hai đường thẳng chéo nhau này đấy Các bạn nhìn không Đấy Nói chung là rất là nhiều nhá Thì nó chỉ có ở trong cái này thôi Tại vì sao nhiều quá cô dạy free bên ngoài thì không có được các bạn nhé Đấy không có hết được đâu cô dạy các bạn ấy hơn chục buổi cơ mỗi buổi tầm gần 2 tiếng nữa các bạn nên là nó rất là là là, là nhiều nhá yeah. Ok những bạn nào đăng ký đợt này thì các bạn còn được tặng Các cái khóa lấy góc hình đó thôi bắt đầu học luôn nhé nên là đừng có hỏi cô là dạy cái cách tính góc kiếp thứ nữa nha cô giáo chỉ hỗ trợ đề được các bạn thôi rồi tập trung các bạn nhìn câu 15 này cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông tâm mô Ok nào đáy là hình vuông tâm mô thế thì các bạn sẽ vẽ hình như thế này Nhìn đây Tập trung nha Phần hình này phần rất quan trọng đấy Nó sẽ chiếm đến các bạn đến 2 điểm rưỡi, đến 3 điểm đấy Mà đứa nào kém hình thì Chắc chắn là rất là khó được tầm 9 điểm Thực ra là 8 rưỡi cũng rất là khó rồi Đây, vẽ hình Được chưa? Đấy. À, các bạn để ý này nó bảo là mặt phẳng sab là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đây, đây. Thế thì các bạn sẽ lấy trung điểm h của ab các bạn dựng thẳng đứng lên. Cái này thì cô đã trình bày được các bạn. Trong lớp đã học được hết lý thuyết này, cách vẽ hình này, cách chứng minh như thế nào này. Hình có đáy là hình vuông thì như nào đáy là hình thoi, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thang Đấy, cô đều dạy hết tất cả rồi. Đấy, các bạn các học sinh trong lớp viết thì các bạn sẽ biết. Được chưa? Đấy. Các bạn biết anh này là hình vuông tâm mô. Những bạn nào học lớp viết thì đều biết rồi là phần này cô đã dạy cực kỳ kỹ rồi. Nên là không có lý do gì mà chúng ta không học được nhé, trừ phi chúng ta rất lười thôi. Đấy, ô. À, cạnh bằng A. Nhớ đáy là hình vuông các bạn nhé mặt bên này tam giác tam giác đều đúng không tam giác đều thì các bạn biết là cạnh này cũng bằng a hết nè rồi xong các bạn nhìn tiếp này gọi h và k lần lượt là trung điểm của ab và bc rồi xong nhìn chưa nó bảo tiếp là chứng minh các bạn nhìn câu a này câu a thì là chứng minh rằng sh vuông góc với mặt phẳng ABCD. Đấy, được chưa? Thế thì các bạn trình bày như thế nào? Các bạn để ý cho cô như sau, nghe này. Nghe này. Đầu tiên khi các bạn chứng minh được cái con SH vuông góc với ABCD thì các bạn sẽ phải chứng minh cho cô SH vuông góc với gì nhỉ? Một là chúng ta sử dụng cái định lý lúc nãy. Cô nghĩ là các bạn nên sử dụng định lý lúc nãy thôi. Các bạn ghi ta có ta có là mặt SAB nhá. Đúng không? Vuông góc với mặt phẳng ABCD nhá, theo giao tuyến đó chính là AB. Được chưa? Thứ hai là các bạn nhớ cho cô ấy là mặt phẳng SAB nó lại chứa cái đường SH vuông góc với cả AB. Bởi vì đề bài cho tam giác ABC tam giác đều mà h là trung điểm mà nếu mà các bạn trình bày cẩn thận thì các bạn ghi được cô nên trên này là vì tam giác a sab đều đấy suy ra là sh sẽ vuông ab được chưa đấy thì đến đây các bạn sẽ trình bày nó sẽ dễ nhìn hơn từ đây thì các bạn sẽ suy ra hai mặt phẳng vuông góc với nhau theo giao tuyến ab nếu mặt phẳng này chứa một đường vuông góc với giao tuyến thì cái đường thẳng này nó sẽ vuông góc mặt phẳng còn lại tức là abcd Đấy, điều phải chứng minh Đấy chưa? Đấy, xong chưa? Các bạn nhìn cho cô sang cái ý thứ hai Ý thứ hai là chứng minh mặt phẳng SAD Vuông góc với mặt phẳng SAB Thế thì các bạn ghi như thế này này SAD đúng không? Thì các bạn phải chứng minh cho cô một cạnh Nằm ở trong một trong hai đường này Vuông góc với cái mặt còn lại Thế thì cô nhận xét được ngay là cái cạnh AD của cô này Nó vừa vuông góc với AB Vừa vuông góc với SH Đúng không? Các bạn ghi là vì SH vuông góc với ABCD Đấy Được chưa? Đúng không? Đấy Thế thì các bạn sẽ suy ra là SH nó sẽ vuông góc với cả AD Mà AB cũng lại vuông góc với AD Do ABCD là hình vuông Từ hai điều này thì các bạn thấy là AD vừa vuông với cả SH vừa vuông AB thì các bạn đã suy ra được là AD sẽ vuông góc với SAB. Đúng không? Mà mà cái con AD của ta này nó lại nằm ở trong mặt phẳng SAD. Từ hai điều này các bạn sẽ suy ra được là SAB sẽ vuông góc với SAD. Điều phải chứng minh. Đấy. Rồi à, thề là học hình rất là cuốn à đúng rồi thực ra thì uh, các bạn hiểu là nếu mà phần các bạn học mà hiểu hình ấy thì học hình cực hay luôn các bạn nhé hình rất hay luôn lớp cô có mấy đứa nó cũng nghiện hình nó chỉ thích học cô dạy hình thôi được nha xong chưa à, lấy đề cô giáo đã, hướng dẫn rồi đây tí nữa cô giáo lại hướng dẫn lại phát nữa nhé cuối giờ cô lại hướng dẫn lại phát nữa được chưa rồi, không hiểu thì sao ạ? À? Không hiểu tức là em đang mất gốc cô đã bảo các bạn rồi. Là bây giờ nếu mà các bạn khi mà các bạn nghe cô giảng như này ấy, cô giảng rất là kỹ này mà các bạn còn không hiểu thì tức là các bạn đang bị mất gốc rồi. Các bạn phải về các bạn học lại ngay. Nếu mà các bạn còn để cái tình trạng này mà nó xảy ra nó kéo dài thêm đấy. Hiểu không? Thì nó sẽ ảnh hưởng đến lớp 12 các bạn rất là nhiều nhá. Thậm chí nó sẽ kéo theo là nguyên cái chương trình uh, chương 1 của hình lớp 12 các bạn sẽ lơ mơ đấy không không học ở đâu nhớ chưa nhá rồi được em ơi xin được cô giáo sẽ đăng cho các bạn ở trên uh, trang của cô tí cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy hiểu chưa nhỉ uh, chưa